đàn và giọng cao lão ân sinh đã khiến lòng tôi rai rứt về thân phận nổi trôi của một kiếp tơ tâm. Dạ chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với lại chú Nguyễn Hồng Phước ở đây cùng đi qua thăm lại cái hoàn cảnh của anh Thọ. Vì anh Thọ là một người ca dạo để mà bán vé số mưu sinh hàng ngày. Trong những ngày dịch bệnh như thế này thì anh không có đi bán vé số nữa mà phải ở nhà. Thì hôm nay tìm đến cái hoàn cảnh của anh để coi như là chia sẻ những cái phần nào mà anh gặp khó khăn trong cuộc sống. Trước tiên là để chia sẻ và thông cảm với anh, sau đó thì cũng nhờ cái tiếng đàn, lời ca tiếng hát của mình thì anh có gửi tặng cho cô bác quý anh chị bài bài Tình Nghệ Sĩ. Thì anh Thọ sẽ sử dụng đàn guitar và chú Phước thì sẽ sử dụng đàn sến, đàn 4 câu vọng cổ 1, 2, 5, 6 trong bài Tình Nghệ Sĩ để cho cô bác quý anh chị cùng thưởng thức. Khiến lòng tôi rai rứt về thân phận nổi trôi của một kiếp tơ tâm. Mưa vô tình
răng khâu của người ta thì đẹp quá hiền lành. Còn sân khâu của ông là khoảng trống cuộc đời, gần trọn đời người lê bước khắp nơi. Ông sẽ về đâu khi một ngày sao hơi tàn tiếng tắt? Bước lạc dù ông không tìm ra quán tròn cho mình. Lúc đàn bị đứt dây đàn ha anh hả? Đứt dây. Đứt dây làm luôn. Hay quá. Dạ. Giờ em với chú Phước đọc hai người hòa tấu, hai lớp thương tình, lớp đầu với lớp cuối. Thank you.
Rồi con chào chú với anh luôn.